Đây là video clip hướng dẫn khai báo phương tiện vận tải hay cụ thể là nhà xe khai báo danh sách xe. Sau khi đăng ký quyền là đơn vị vận tải thành công, quý khách sẽ có hai cách để khai báo phương tiện. Nếu chưa đăng ký, vui lòng xem video clip hướng dẫn cấp quyền đăng ký cho đơn vị vận tải. Cách 1: Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng ký. Khai báo phương tiện vận tải. Chọn thêm mới. Mỗi lần thêm mới ứng với một số xe tương ứng. Khách hàng chỉ cần nhập số xe đầu kéo, không cần nhập số mọt, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc là ngày hiệu lực cho phép lưu hành phương tiện theo giấy đăng kiểm của xe. Bấm lưu. Lưu ý sẽ không xóa được số xe khi lưu thành công, chỉ cập nhật ngưng sử dụng bằng cách tích chọn vào ô ngưng sử dụng và bấm lưu. Nếu xe chưa từng đăng ký tải trọng tại cảng, hệ thống sẽ cảnh báo liên hệ với cảng trước khi get in. Quý khách vui lòng liên hệ hotline đội quản lý giao nhận cổng số 0977 494 010. Khách hàng cần chuẩn bị bản photo cà về xe, giấy đăng kiểm, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe để đăng ký xe mới lần đầu về cảng hoặc khi có thông tin thay đổi. Cách 2. Chọn thêm mới. Nhập cùng dòng nhiều xe trong ô số xe được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Hệ thống sẽ giới hạn khoảng 100 xe. Chọn ngày hiệu, hiệu lực, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Khi quý khách có nhu cầu cần sửa thông tin nào, thì khách hàng chọn nút màu xanh, sửa thông tin phương tiện. Quý khách thay đổi thông tin phương tiện theo số xe, ngày hiệu lực, rồi sau đó bấm lưu. đây là danh sách xe sau khi đã lưu thành công của nhà xe